Của nữ ca sĩ Quý Lê đến từ San Diego. Và cũng có Vinh xin được thông báo số tiền chúng tôi có hiện nay là 97.705. Thì rất mong quý vị làm mình làm tròn thành 100.000 đúng không ạ? Dạ, thôi bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị làm tròn thì thôi em hát bài, tôi nghĩ là chưa hát.